chuyển giao máy thở thuộc dự án 2.000 máy hỗ trợ Việt Nam ứng phó với Covid-19. Hôm qua, hai máy thở Elysi MV20 đầu tiên trong dự án 2.000 máy thở hỗ trợ chính phủ Việt Nam ứng phó với Covid-19 đã được chuyển giao cho đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản. Đây là dự án do Trường Đại học Văn Lang và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tài trợ 100% chi phí sản xuất. Buổi lễ diễn ra tại Nhật Bản, đồng thời được kết nối trực tuyến tại Trường Đại học Văn Lang, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Vũ Hồng Nam, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản, thay mặt hai nhà đầu tư tiếp nhận hai máy thở MV20 đầu tiên được sản xuất bởi công ty Medran Nhật Bản. Và vì ai cũng thấy rằng là cái dịch bệnh này, cái quan trọng nhất là có máy thở hay không. Và khi thống kê nhanh thì chúng tôi thấy rằng là cũng rất là nguy hiểm nếu mà có những cái phát sinh cái số lượng lớn bệnh nhân. Và chúng tôi tập trung bàn cho nhau với nhau để ra được một cái dự án 2.000 máy thở với cái công nghệ hiện đại nhất, phù hợp nhất. Thiết kế của MV20 được đánh giá dễ sử dụng với các nhân viên y tế, không chỉ ở các bệnh viện tuyến đầu mà còn với các bệnh viện vùng xa, tuyến huyện. Theo kế hoạch, đến tháng 6, công ty Medran Nhật Bản sẽ hoàn thành các đợt bàn giao máy thở cho chính phủ Việt Nam. Trong khuôn khổ lễ bàn giao, Đại học Văn Lang và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thông qua Đại sứ quán Việt Nam đã trao 200.000 đô la Mỹ cho Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, hỗ trợ giảm bớt một phần khó khăn do dịch bệnh COVID-19 đang gây ra cho người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật.